Liên quan đến vụ cá chết hàng loạt ở Hà Tĩnh thì mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh này đã có công văn yêu cầu phía đầu tư dự án Formosa và nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 lắp thiết bị tự động kiểm soát chất thải khí và bụi tại các lò cao nhiệt điện. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa yêu cầu phía đầu tư dự án Formosa và nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 lắp thiết bị tự động kiểm soát chất thải khí, bụi tại các lò cao nhiệt điện. Các thông số được lấy từ thiết bị này sẽ chuyển trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường tại tỉnh kiểm tra. Nếu số liệu thu được vượt ngưỡng quy định hoặc có dấu hiệu bất thường, phía tỉnh sẽ yêu cầu nhà máy tạm ngưng hoạt động để xử lý. Phía tỉnh cũng yêu cầu hai đơn vị này phải có văn bản trả lời về quá trình thực hiện việc lắp thiết bị tự động kiểm soát chất thải khí, bụi nói trên trước ngày 30 tháng 6 tới đây.